Bưởi miền Tây xin chào quý bà con cô bác. Mấy ngày Tết thì mình ăn thịt cũng ngán rồi nghe. Hôm qua mình đi giăng một tay lưới, sáng nay mình giữ lên tầm 2,5 kg cá luôn. Bây giờ mình sẽ nướng chui với gom như thế này đây để ăn Tết nghe. Ăn thịt ngán lắm rồi. Giờ mình sẽ ăn cá để đổi. Thôi vì mời quý bà con cô bác mình cùng ăn với mẹ con bưởi miền Tây nha. Đây là con tôm càng siêu to khổng lồ. Tôm càng này nó sống nó đóng rong luôn rồi nha. Và đây là thành quả sau khi mình nướng nè, được 3 dĩa. Và đây là muối ớt nè. Quá nhiều lượng như đây chắc tầm 2,5 kg. 2,5 đến 3 kg nha. Giờ mình sẽ nướng hết cái này để ăn luôn, nướng với cơm. Chỉ ăn cá thôi, nhưng ăn cơm mỗi lần hết 4-5 con cua. Giờ đấy con cua to to không nè. Mẹ đứng làm tội đó mẹ ơi, mẹ có nghe lời không? Như là gì con? Đợi mẹ làm gì con? Đợi mẹ đang ghi coi như vậy. Hay, kiếm đưa đang ghi coi như vậy. Rồi anh đợi mẹ. Đợi mẹ để ăn cá à? Đúng rồi, để làm bữa trưa Tết. Con muốn ăn món gì nè? Cá cua, tôm kiền. Con có thể, con thích lắm mẹ ơi. Ba cơm phải không mẹ ơi? Nhưng mà cá này con muốn làm gì ăn nè? Để nấu cơ. Chiên nấu. Hay kho hay là nướng? Hay là chiên kho. Rồi có phải để luôn. Thôi mình nướng với đống cơm ăn đi con. Ây da. Lũi vô khóm à. Vui quá mẹ ơi. Ủa mẹ bị đâm khóm đâm mà con vui à? Không đâm đâu mẹ ơi. Xíu về mẹ chở con về nhà coi nha. Sáng Gia Hăng thức dậy, Gia Hăng chưa kịp trái đầu nữa. Gia Hăng đi bắt cá rồi. Sao? Đi thăm lưới rồi. Sao? Xíu về nhà mình còn gặp. Xíu về nhà để mẹ mình còn sẽ thôi nhiều đây à. Nhưng mà giờ lên hình xấu xíu quá rồi. Cái đầu kìa. Dẹp dẹp lên cho đẹp lên đi kìa. Chút xíu mình về nhà đầu để đẹp hơn cho bạn xem đi. Như mình thấy cũng đẹp chứ. Cũng hơi đẹp chút. Thái tóc mình cũng hơi đẹp. Nè phát hiện ra Gia Hăng đem kem đánh răng theo. Gia Hăng đánh đi ruộng đánh luôn kìa. Em ơi dạ. Em ơi. Đấy của em. Là tiếng của em đó. Tiếng của em kiếm mẹ với con đó. Tiếng của em đó. Mọi người à, em thức dậy rồi. Em thức dậy, chúng ta đi về mau lên thôi. Mẹ với Gia Hăng trốn em đi và đi thăm lưới. Kiếm được một gỗ cá luôn, cơm là cua luôn. Mẹ, giờ cô nghĩ là em sẽ đô đà, hai mẹ coi như bỏ em, đi về bỏ em. Có rất là nhiều cá bóng luôn nha. À bỏ con cá, một con cá này, một con tôm này nó bị đó là con tôm này đặt là gọi là con tôm càng nhưng mà nó mắc trên hai cái cạn vô cái lưới mẹ gửi ra không được rồi. Nó mắc hai cái càng, nhưng mà không làm vậy, nhưng mà có hay ăn nấu. Nướng ăn thôi ha. Có thằng con mà luộc gì mình bỏ vô cái lấm cơm mình nướng ăn. Bà đi ơi. Ơi ơi, ơi ra ngoài đợi nè 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 nè. Có hai đứa nhỏ là Kim Ngân và Gia An. Kim Ngân và Gia An mới vừa làm hăng ăn hù luôn, mình thích thật lắm. Mình có thể chơi trò chơi gì cũng được. Qua con cái chắc lát. Quá bụi luôn. Cá này cá cá. Mày gửi hết nổi rồi mày nghĩ gửi cá. Ủa hết nè. Hết trơn rồi. Mẹ bị nó sai rồi. Sao con? Mẹ nói là hôm nay hai mẹ con đi cùng bắt cá với nhau. Hai mẹ con đi bắt cá với nhau. Dính nhiều cá không nè? Dính nhiều cá chút xíu mà giờ dính hơn mẹ. Quá trời nhiều luôn á. Dính nhiều đúng không? Và một con tôm kèm bụi hổm lồ. Cứ sao sẽ nấu nó để cho ăn. Con ăn không? Đi ăn hứa cho mẹ cho ăn không? Ăn chưa con giúp bà. Con về nhà giúp bà con buồn lắm. Đi bắt cá vui không? Vui như mẹ cho con giúp bà đó. Nghỉ rồi, Tết nghỉ giúp bà rồi. Nghỉ giúp bà à. Ai? À, mình chỉ đi bắt cá để chơi thôi. Ai cũng biết rồi, hay là con đi coi vi, con đang đợi để chờ. Con có tự nấu ăn không? Không, con đâu biết đâu, con vẫn còn nhỏ. Gia Hăng mấy tuổi rồi ta? 6 tuổi. 6 tuổi sao nhỏ được ta? 6 tuổi là học lớp 1. Học lớp 1 em phải chỉ cỡ như một hôm nấu ăn được. Mình chỉ đợi. Đợi gì? Đợi mẹ làm ăn xong. Gia Hăng không làm giúp mẹ à? Lớn rồi mẹ còn
nữa. Quá trời nhiều cá luôn, không biết gì làm gì ăn. Hôm qua mình cũng dằn vô rất là nhiều cá, bữa nay là nhiều cá nữa. Đây, mình nói, mình có cho bạn xem một nè. Cá mình có cho bạn xem một con cá trắng kìa. Con cá trắng này, cá thác lá. Con cá thác lá. Thác lá. Mình mới bắt con cua này ở dưới sông rồi. Rồi mình đánh theo sông nữa. Mẹ phát hiện ra cho Hằng mang một chiếc dép này, một chiếc dép kia nghe. Tại vì mẹ đem đặt mẹ, mẹ cho mang dép đó. Mẹ cho mang dép mà. Ê các bạn ơi, mà thấy trứng màu hồng kia. Cái gì vậy con? Trứng màu hồng. Cái đó là trứng ốc bu. Trứng của ốc bu mẹ, mẹ ốc bu lên được. Ốc bu vàng. Ốc bu vàng. Mẹ ốc bu vàng à. Tụi cá nhìn mê quá, không biết về nhà chắc nướng ăn hết quá hôm qua. Ê, lại cho con làm áo gì kỳ vậy? Hôm qua mình nhiều quá trời nhiều cá, mình đem về Cần Thơ rồi. Bữa nay mình để cá này nướng ăn thôi nha. Mình đi cho trắng mình nè. Trắng với bạn chi vậy? Trắng này mới vừa mình bắt của nó đi. Chắc là về được một gỗ cá luôn á Gia Hăng ơi. Bữa nay trời sáng sớm mặt trời mọc đẹp quá à. Ơi, mặt trời mọc cái mẹ quay qua cho Hằng đẹp. Mẹ ơi, hai đứa ra ca, ba em đứa ra đợi mẹ. Lâm Càng này cho Hằng làm gì ăn nè. Cho Hằng có sợ lắm. Sợ gì? Sợ cái con gần này con. Vậy mẹ luộc cho con ăn. Mẹ ơi mẹ. Con tôm càng này nó sống nữa. Quá đã cho con tôm càng này luôn rồi. Wow, con cá thác lát. Cá không mẹ, con cá thác lát. Á, à, quá bự luôn. Cá này, cá này, cá này. Mày gửi hết nổi rồi, mày nghĩ gửi cá. Ủa hết nè à? Hết trơn rồi.